Vâng, tin hiểu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh luôn bác một số mã hàng mà em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá cho bác. Các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like, một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm rồi video mới nhất em. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Đấy. Lưu ý em là hóa đơn trên 200k nhá thì các bác sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Nên là các bác cứ yên tâm à. Đấy, em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái máy xay mini, máy xay tỏi ớt mini nhá. Lên mã em sẽ là máy xay tỏi ớt, máy xay mini này. Đấy, con này thì dùng thì quá ok rồi. Nó là dòng máy xay chạy pin nhá, không cần phải dây dợ lằng nhằng gì. Thì về các bác xay những cái đồ nhỏ nhỏ như rau củ quả, tỏi ớt nó rất là tiện. Mình chỉ việc sạc pin đầy và sau đó là các bác xay thôi. Đó, máy xay thì rất là nhanh nhá và nhuyễn. Đó đây. Đây là phần thân máy này, còn đây là phần cối xay này thì các bác cứ cho tỏi ớt cái thứ đây các bác quay. Đấy thì nó sẽ hàng lưỡi kép hàng hai lưỡi nhá. Nó quay rất là tít luôn. Quay chạy rất êm mà máy xay rất là nhuyễn. Đó đi khi mà các bác bỏ vào. Đấy các bác bật máy này. Bấm cái bắt đầu nó quay này. Đấy nó sẽ xay tỏi, xay ớt các thứ nhá. Đấy các bác dùng để pha nước chấm. Rồi là xay rau củ quả rất là tiện. Còn đây là cái chân sạc này. Khi mà hết pin thì các bác lại cắm chân vào đây. Cắm cái dây sạc vào đây. Các bác cắm chung vào cái nguồn điện củ sạc điện thoại nhà mình ấy. Các bác cắm vào đấy là các bác máy là máy chạy luôn nhá. Đấy rất là dễ dùng, dễ sử dụng. Mà dùng nó tiện ạ. Lên mã em sẽ làm máy xay mini này. Đấy, máy xay mini. Máy xay mini. Giá của nó sẽ là đi 80.000 thôi nhá, 80k thôi, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua nhá. 80k cho con máy xay mini chạy pin này, rất là tiện luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video sản phẩm này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc không phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cả cà rốt luôn các bạn nha. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa. Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy. Trước là bạn đang bán 100.000 đang giảm giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, nên mã em sẽ làm máy xay mini. Giá sẽ là 80k nha đây. Một chiếc máy xay rất là tiện. Đó, thì các bác chỉ việc bỏ đây sau đó các bác xay. Và con này cái phần máy nó tách riêng với cái phần cối khi mà các bác vệ sinh rất là dễ. Đấy, mình chỉ việc là vệ sinh cái phần buồng xay thôi, còn cái phần máy nó sẽ rời ra nên không liên quan. Đó, vệ sinh rất là dễ và tiện nhá. 80.000 một chiếc máy xay mini chạy pin nha. Đấy, chạy khá là êm và rất là khỏe luôn. Đó, xay các loại rau củ quả, xay tỏi, xay ớt mini rất ok, 80k nhá. Sản phẩm tiếp theo nó ai bên shop tiếp tục về mã hàng đó là cái con dao thái của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, một con dao thái rất là sắc bén, các bác mua về thái lọc cho em rất ok. Đây, quá xịn luôn, hàng của Asaka Japan. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền thân nhá, hàng đúc liền thân. Tay cầm thì ốp gỗ cho em 3 đinh tán này. Đấy, 3 đinh tán cực kỳ sắc bén chắc chắn, một con dao rất đẹp luôn. Đấy, các bác mua về lọc thái thì chấm hết con này đi. Thì sắc thì nói chung là các bác yên tâm là về độ sắc mà. Quá sắc bén luôn đây. Em sẽ test bác về cái độ dao, về độ bén thôi nhá. Con này em bán nhiều mà, dùng thích lắm. Đây con nhìn này. Đây. Đấy có thấy không? Dao cực kỳ sắc bén nhá. Dao đi ngọt lừ luôn. Đó. Đây, đấy, dao đi ngọt lừ luôn. Đây con em test lại bác xem nhá. Đấy, một con dao rất là sắc bén, dùng rất là ngọt ngào luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy. Dao cực kỳ sắc bén nhá. Đây con nhìn này, dao đi này. Quá ngọt ngào luôn này. Đấy, đấy không? Đường giấy đi mịn mịn luôn nhá. Thích lắm, dùng rất ok nhá. Con này nói chung là em bán nhiều quá, bán nhiều mà các bác dùng rất là khen. Đó vì nó độ sắc của nó lâu mà dao nó vừa thái vừa lọc, dùng dễ dùng. Hàng của Asaka Japan, thép thì sẽ là thép SK5 nhá. Dùng những cái dòng thép SK5 nó yên tâm là về cái độ sắc nó bền lắm. Đấy, sắc nó lâu lắm, dùng ok lắm. Và hiện tại bên em đang gửi bác một cái mức giá để các bác rất là dễ mua luôn. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này. Đấy, dao thái cán gỗ. Giá của nó sẽ là đi bữa trước đang bán 100k, nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn nhá. Giá chỉ còn có là đi 80k ạ, 80k. Nên mã em sẽ là dao thái cán gỗ nhá. Giá sẽ là 80.000 một cây, 80k một cái cây dao thái cán gỗ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái mài ba khe. Đấy, nhiều bác hỏi là cái con mài ba khe này thì có mài được dao không. Đấy, nếu mà các bác mài với cái con dao thái vừa nãy em quay là hợp lý. Đó thì con này nó mài nó nhanh,
mà nó tiện không ạ? Các bác chỉ cần kéo lên khoảng tầm vài ba đường thôi là nó sắc rất là nhanh luôn. Từ bước 1 đến bước 2 đến bước 3 này, thì các bác cứ mà cho em từ 1 này sang đến 2 và sang đến 3, thì cứ mỗi khe các bác kéo lên vài đường là nó sẽ rất là nhanh, sắc bén và dễ dùng, nhanh. Nó nhanh mà nó nhanh và nó hiệu quả nhá. Đấy, mình mài xong liếc xong mài ra lại tháng luôn. Đấy, rất là nhanh luôn mà cực kỳ sắc nhá, mài rất nhanh sắc nhá. Lên mã em sẽ là mài ba khe này. Đấy, mài ba khe, các bác có thể mua kèm thêm để mua cùng với cái dao kia về mình mài cho nó nhanh. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho chiếc mài ba khe hàng của cũng của Asaka Japan luôn. Đấy, cùng thương hiệu với dao nhá. Mài ba khe giá 40.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy chèo gót chân. Lên mã em sẽ là máy chèo gót chân này. Đấy, con này thì cũng rất nhiều bác hỏi này. Con này rất là tiện, nó là dòng máy chà gót chạy pin. Đấy, ví dụ như những cái gót chân của mình này, các bác nó bị chai lì cái thứ này, đầu móng chân móng tay các thứ bị chai lì, các bác mua con này về các bác mài bác chà chưa? Đấy, chà chuyên để chà gót nhá. Chà gót, nhưng mà bữa trước em bán là con bác hỏi là cái con này về là các bác có thể là chà, tôi mua về tôi chà những cái đồ khác không? Cái này là tùy bạn, các bác mua về nếu mà nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì bác cứ mua thôi. Đấy, mua nó phù hợp thì mình được việc cho mình thì mình mua thôi nhá. Đây, con này thì dễ dùng lắm, các bác chỉ việc là bật cái phần máy lên này, bật đây này, đó, bắt đầu máy chạy này. Đấy, máy chạy nó quay nhá. Đó, và đây nó sẽ công tắc bật tắt này. Và đây là cái lỗ sạc pin, thì hết pin các bác lại cắm sạc vào đây. Đấy, đây là cái lỗ sạc, còn đây là dây sạc nhá. Các bác cắm chung với lại cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc pin được cho máy nhá, có thế thôi. Đó. Đó, bật máy lên là sạc. Còn đây, đây em sẽ chà bác xem nhá. Đấy, thấy không, chà này. Đấy. Đó, các bác để dùng chà nhá. Đấy, chà rất tiện. Cái con này thì nó sẽ có hai cái đầu chà, một cái đầu chà màu hồng này và một cái đầu chà màu đen. Đầu chà màu hồng thì cái độ mịn của nó sẽ nhiều hơn, còn cái đầu chà đen này thì thường nó sẽ nhám hơn nhá, nhám hơn. Thay thì rất là dễ, các bác chỉ việc ấn vào đây cho em. Ấn vào đây. Cái phần đầu này ấn vào cho em. Ấn vào. Đấy, là bắt đầu nó sẽ đẩy ra. Và các bác lại cho con này vào. Đấy, lựa nó vào nhá. Lựa nó vào, ấn nó vào cái là nó vào ngay mà. Đấy, vào ngay là các đầu lại thay lại, bắt đầu lại bật máy lại chà, có thế thôi, rất là dễ dùng và dễ dàng sử dụng nhá. Máy chạy thì rất là khỏe, nó là dòng chạy pin sạc tích điện, hết pin các bác lại cắm sạc vào lại dùng. Đấy, lên mã anh em sẽ làm máy chà gót nhá, báo giá với các bác luôn, giá của nó sẽ là đi 90.000 một chiếc nhá, 90k máy chà gót này, máy chà gót giá sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một chiếc máy chà gót này nhá, 90k. Đấy, đầy đủ phụ kiện, hàng vẫn còn full hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái bàn trải điện. Lên mã em sẽ là bàn trải điện nhá, báo giá với các bác luôn. Bàn trải điện này giá sẽ là 80.000 một bộ nhá, 80.000 bộ. Con này thì người lớn trẻ em gì dùng được hết. Nó là dòng cũng là dòng sạc pin tích điện nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc và sạc đầy thì mình lại dùng. Con này thì nó chạy tối đa lên đến là 32.000 vòng trên một phút này, dùng cực kỳ khỏe luôn. Đấy, nó sẽ đánh tung những cái phần mảng bám rồi là những cái thức ăn thừa ở khu vực răng miệng của bác nhá. Đây, một bộ sản phẩm này sẽ gồm có đầu tiên là một thân bàn chải này. Đấy, một thân bàn chải nhá. Đây, một thân bàn chải này. Đấy, một thân bàn chải. Phần dưới đít này là cái phần lỗ cắm sạc này. Đấy, thì hết pin các bác lại lấy cái dây sạc ở đây, đi kèm nó có mà. Các bác cắm vào đây. Đấy, sau đó cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc pin cho máy thôi. Đó, còn đây là cái phần nút bật tắt vào đây. Đi kèm sẽ có cho bác là 4 cái đầu bàn chải nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Tổng cộng sẽ 4 đầu bàn chải để các bác có thể là thoải mái. Các bác chà này, 4 cái đầu bàn chải nhá. Đấy, thì về các bác thoải mái thay thế luôn. Thì các bác chỉ việc là lấy ra, sau đó là các bác lắp vào. Đấy, lắp vào nhá. Đấy, các bác lắp vào này. Đấy, sau đó là các bác bật máy lên. Đấy, các bác bật máy này. Đây nhá, con này thì các bác chỉ việc là chọn chế độ và các bác dùng thôi. Con này sẽ có 2, 4, tổng cộng là 5 chế độ. Các bác cứ bật, chọn này, bấm này, bấm lại chọn này. Thì các bác cứ thấy chế độ nào phù hợp với răng miệng của bác thì bác chọn chế độ này nhá. Đấy, thì 5 chế độ khác nhau để các bác thoải mái lựa chọn. Các bác muốn tắt máy thì các bác giữ lì, còn các bác muốn bật máy thì bấm vào đây một lần cho em. Là bắt đầu là máy sẽ bật và chọn chế độ, các bác bấm tiếp cho em. Bấm này, cứ bấm này, bắt đầu nó nhảy sang đèn xanh những cái chế độ khác nhau này, 5 chế độ khác nhau nhá. Dùng cực kỳ mạnh luôn, đây em sẽ test cho bác xem. Đây, các bác nghe tiếng này. Đấy, đây không? Đấy. Nó dùng nó kêu o đấy nhá. Đấy, thì các bác chỉ việc là di vào răng. Đấy, các bác cứ đưa vào răng, các bác di đều. Lông cực kỳ mềm nhá, lông bàn chải rất mềm luôn. Trẻ em người lớn là đánh hết luôn nhá, rất là tiện. Lên mã em sẽ là bàn chải điện, giá sẽ là 80.000 bộ nhá. Tặng kèm luôn các bác là 4 đầu bàn chải để về các bác thay thế luôn. Đây, các bác cùng xem thực tế video này.
trời ơi, tính được không? Bàn chải điện mà còn rẻ hơn cả bàn chải thường á. Giá đúng của cả bộ này là bằng 2 chiếc bàn chải thường, nhưng bù lại có tới 4 đầu bàn chải, còn bàn chải thường thì chỉ có 1 đầu. Thế là chải rẻ hơn thì còn gì nữa. Đừng bao giờ vội đánh giá ai qua giá cả. Bàn chải cũng là con người mà. Thân bàn chải cầm vừa tay, khá nhẹ, không quá nặng gây mỏi, độ rung hơn 30.000 lần một phút, rung nhiều và sạch răng ở level cao hơn hẳn so với bàn chải chạy bằng cơm, nhưng không quá mạnh gây đau nhé. Mọi người yên tâm, năm mức độ rung khác nhau cho từng nhu cầu. Tôi thì cứ chế độ đầu tiên một lên xài luôn, đánh xong răng sạch sẽ không còn tí mảng bám gì cả. Ai mới dùng chưa quen á thì nên chọn hai mức cuối cho nhẹ hơn. Lông bàn chải khá mềm, không gây đau núng, mỗi hộp đều kèm theo 4 đầu bàn chải để thay thế. Mọi người giữ cho cái nút cao su này được đóng chặt là khi dùng xả nước vô tươi, em bàn chải này không chỉ rẻ mà còn chống nước được nữa, rất là ok la luôn. Ai còn đang dùng những chiếc bàn chải thường thì vứt hết mà đổi sang cái này ngay đi. Tôi chấm 10 điểm luôn nha. Đấy, thực tế về chiếc bàn chải nhá, dùng rất ok luôn và cũng rất là nhiều người phản hồi về cái con bàn chải dùng rất ok và giá rất hợp lý, 80.000 một chiếc bàn chải điện nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục về một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bút điện không nhá, bút điện thông mạch này, bút điện thông mạch đó, bút điện thông mạch. Con này hàng nội địa Trung nhá, hàng nội địa Trung đó, đây hàng nội địa Trung nhá. Con này thì giá thì rất hạt rẻ thôi, báo giá bác luôn, giá của nó sẽ là 30k, lên mã em sẽ là bút điện thông mạch này, bút điện thông mạch. Giá sẽ là 30k một chiếc nhá, một cái mức giá để các bác rất là dễ mua luôn. Đó. Giá được 30.000 thôi. Nó các bác có thể là đo thông mạch này, đo pha nóng, pha nguội nhá. Đèn này cực kỳ là sáng luôn. Đây. À, mạch miếc các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, rõ ràng rành mạch luôn, không có lộ một cái gì cả. Đấy. Bút thì rất là chắc chắn, xịn sò. Đây. Con này thì bình thường thì các bác thử thì pha nguội nó sẽ là màu xanh, còn nếu mà các bác thử pha nóng thì nó sẽ lên màu đỏ. Đó, rất là dễ dùng, dễ dàng sử dụng nhá. Đây em sẽ cho bác xem thực tế video test về cái sản phẩm bút thư điện, các bác cùng xem này. Đây, bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó, và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây là em sẽ thu đàn, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ. Đó, thực tế về chiếc bút đo thông mạch, đo thử điện nhá. Đấy, nó có chức năng đo thông mạch này, đo thử điện này, dò dây đứt, dây đứt, dây chưa đứt này, rồi là đo thông mạch, đo pha nóng, pha nguội. Đấy, rất là đa năng. Và giá thì vô cùng hạt rẻ rồi, chỉ có 30.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là bút thử điện thông mạch. Giá sẽ là 30k, hàng nội địa Trung nhá, hàng made in China. Đó, 30.000 một chiếc. Giá rất là dễ mua. Đấy, các bác mua về sắm cho con mình về. Con này nó không như những cái bút thường là cái đèn nó rất là tối, nhưng con này đèn nó rất là sáng lắm, nhìn này. Bình thường là em đang ở trời sáng nhưng mà đèn vẫn rất là sáng nhá, các bác nhìn vẫn rất là rõ này. Đó, rất ok nhá. Sản phẩm tiếp theo này bên shop tiếp tục về mã hàng, đó là cái con máy vắt cam hàng của Socani này. Đấy, lâu lắm quay bác, sợ bác quên nhá. Em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ làm máy vắt cam hàng của Socani. Con này nó sử dụng cái nguồn điện là 220 thì về bác có điện, nói chung là điện Việt Nam bác dùng nó quá ok rồi. Đấy, đây em sẽ nói qua phần thông số này. À, cái công suất của nó sẽ là đi đâu rồi? Công suất của nó sẽ là 45W nhá, và sử dụng điện là 220 đến 240. Đấy, công suất là 45W này. Đấy, nói chung là một cái công suất vừa đủ để các bác sử dụng gia đình. Đấy, không bị tốn điện quá nhá các bác nhá. Mà dùng nó rất là tiện. Con này dung tích của nó sẽ là 700ml, máy chạy rất êm và vắt rất là kiệt luôn. Đấy, nó sẽ có là cái phần lưới lọc hạt này. Đó là phần khay đựng nước các bác nhá. Đầy đủ luôn. Nói chung là xịn lắm, con này dùng ok, bán nhiều mà. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho cam đây cắm điện và các bác ấn này. Ở đây nó có lệ ấn này, chỉ việc ấn xuống nó bắt đầu là máy motor sẽ chạy nhá. Đấy, motor chạy rất đều, khỏe và êm, vắt cực kỳ là kiệt nước luôn. Em báo giá bác luôn nhá. Con này bữa trước bên em đang bán là 250k, hôm nay bên em cũng xả kho bán nhanh luôn. Lên mã em sẽ là máy vắt cam của Socani. Máy vắt cam này 250k, giảm còn là 190k một cây nhá. 190.000 cho một chiếc máy vắt cam như này. Đấy, 190k. Một mức giá để các bác rất là dễ mua, để các bác cùng xem thực tế video này. Máy vắt cam giá bình dân chỉ hơn 200k, tại sao lại bán chạy như vậy? Cùng test thử xem nào.
Đầu tiên máy cho ta cảm giác vắt rất nhẹ nhàng, chỉ cần đưa miếng cam vào, bóp nhẹ và ấn xuống là trục motor sẽ quay, đầu vắt cam sẽ xoáy đều trên từng mũi cam khiến cho nước được vắt kiệt nhất và hoàn toàn không bị đắng. Với công suất chỉ 45W nên rất tiết kiệm điện. Máy có dung tích là 700ml, vừa đủ nước cam cho cả gia đình thưởng thức. Phần trên của máy sẽ là một khay lọc để giữ lại hạt và vã cam. Với thiết kế nhỏ gọn và tiện dụng nên rất dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Còn gì tuyệt vời hơn khi trong những ngày hè nắng nóng, chỉ sau vài thao tác bạn đã có một ly nước cam mát lạnh để uống. Máy vắt cam tự động 2 chiều, một sản phẩm hữu ích trong nhà bếp của bạn. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, quay quá có thể tháo rời ra để vệ sinh này. Đây, có anh em tháo này. Đấy, nghĩa là phần trục là không liên quan, về phần này phần máy mà không liên quan. Đấy, các bác chỉ việc là tháo phần này ra, sau đó là mình có thể cho đáo đây mình thưởng thức, hoặc là mình chiết ra cốc này, hoặc là các bác sử dụng luôn ở đấy được. Và cái phần này mình tháo riêng ra để các bác thể mang đi vệ sinh sạch sẽ ngon này. Còn đây là phần máy thì mình chỉ việc lau qua cái là sạch sẽ ngon này, không cần ảnh hưởng gì đến nước con nhá. Đấy, hàng của Socani. Đấy, Socani chữ đập chìm núi chi thân. Hàng Socani là hàng thương hiệu rồi, rất ok. Hàng xịn các bác nhá. Lên nãy em sẽ làm máy vắt cam, bán chỉ còn có 190.000 một chiếc thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo nay bên shop tiếp tục về một cái mã hàng rất là hay, đó là cái máy bào đá nhá. Đấy, để các bác sử dụng trong cái mùa hè rất là tiện luôn. Các bác muốn ăn chút sinh tố hoa quả giờ, đôi khi ăn đá viên nó rất là khó chịu và nó to. Đấy, hoặc là cho người già trẻ em ăn đá to đôi khi là cũng rất là nguy hiểm nhá. Thì các bác mua ngay cho em một con máy bào đá này về, rất là tiện luôn. Đấy, về thì rất là dễ dùng thôi. Về thì đầu tiên là ở đây nó sẽ có là một cái nắp đậy như này, một cái cốc nhỏ như này, thì cái cốc này để các bác làm đá nhá. Đấy, cốc này để các bác làm đá hoặc là làm kem các bác cho đây nhá. Con này thì ngoài chức năng là bào đá thì mình có thể là bào kem các thứ cũng ok luôn. Đấy, các bác cho đá hoặc cho kem đây, các bác để đông cứng vào, các bác để vào ngăn đông này. Đấy, sau đó là cái phần máy đây. Máy thì nó sẽ có là cái phần cạp như này. Đấy, thì khi mà ấn xuống thì nó sẽ cạp chặt vào và nó sẽ vào cái lưỡi như này và nó sẽ bào này. Đấy. Còn đây là cái phần tay quay nhá, các bác chỉ việc là lắp vào cho em. Đấy, đẩy nó lên và sau đó là mình xoáy vào. Đấy, xoáy vào cho em nhá. Xoáy vào như này. Đấy. Đấy, bắt đầu nó chặt rồi này. Thì các bác chỉ việc là cho đá vào đây nhá. Thì nếu mà các bác muốn lấy đá ở cái khay này thì nó sẽ dễ bào hơn. Vì cái khay này là cái khay để làm đá, để chuyên để bào cái máy này. Còn không, nếu mà các bác có cái đá thường ở nhà ấy, cái đá ở viên ấy, thì các bác vẫn có thể là cho vào đây. Và sau đó là các bác cho các bác bào cũng rất ok nhá. Đấy, vì chỉ việc xoáy vào. Đấy, sau đó là đựng cho cái khay này vào, cái khay này đi kèm luôn nhá. Cho khay này vào, bắt đầu là các bác quay. Cứ này các bác quay cho. Đấy, quay liên tục nha. Là nó bắt đầu nó sẽ bào qua cái lưỡi này, bắt đầu là đá. Đây cái lưỡi, các bác nhìn cái lưỡi này. Đấy, nó sẽ bào và nó sẽ rơi đá xuống. Thì cái phần đá màu nó đá bào có yên tâm là đá bào nó rất là mịn và ăn nó rất là dễ ăn. Đấy, đặc biệt là cho người già chị em ăn nó rất dễ ăn, đỡ buốt nhá. Đó, thì các bác lên mạng em sẽ làm máy bào đá. Máy bào đá này thì giá thì hiện tại đang rất là hạt rẻ để các bác dễ mua luôn. Máy bào đá này. Máy bào đá. Giá thì bữa trước đang bán là 150k, hôm nay bên em cũng xả kho bán nhanh luôn. Giá chỉ còn có 100.000 thôi. 100k cho một chiếc máy bào đá nha. Đấy, 100k trước đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Không thể ngờ lại có máy bào đá cầm tay như thế này. Với nó, mùa hè chúng ta có thể tự làm ra những ly kem lạnh ngon tại nhà rồi đấy. Việc sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mở nắp trên đầu của máy và cho đá vào. Sau đó, cầm trục xoay nhẹ là có thể tạo ra một cốc kem lạnh. Đó, có đây không? Có thể là bào kem hoặc là bào đá, ok luôn nhá. Có thể thêm các loại trái cây hay đồ ngọt mình thích để tăng thêm hương vị. Điều này thật sự thú vị và nó bào rất là mịn luôn. Bào đá cực kỳ mịn. Có máy bào đá cầm tay như thế này. Với nó, đấy, thấy không? Mùa hè chúng ta có thể tự làm ra những ly kem lạnh ngon tại rất là tiện. Việc sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mở nắp trên đầu của máy và cho đá vào. Sau đó, cầm trục xoay nhẹ là có thể tạo ra một cốc kem lạnh mịn màng hơn cả kem bán ngoài hàng. Thêm vào đó, bạn còn có thể thêm các loại trái cây hay đồ ngọt mình thích để tăng thêm hương vị. Điều này thật sự thú vị và rất dễ sử dụng, rất đáng để bạn sở hữu. Đó, thực tế về sản phẩm máy bào đá nhá. Lên mạng em sẽ là máy bào đá này, đang giảm giá chỉ còn có 100k một chiếc thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái nồi cơm điện 1.2L nhá. Em nhắc lại bác là nồi là 1.2L, các bác nấu cho từ 1 đến 2 ngàn thôi, không nấu cũng nhiều đâu. Không là tránh tình trạng đến nơi các bác bảo sao nồi bé thế. Nồi thì thường thường dung tích nó chỉ có 1.2L. 1.2L thì nó khoảng tầm 1 đến 2 người ăn nhá. Đấy, thì nói chung là ví dụ như là đặc biệt các bác nào ở một mình này, hoặc bác nào mà ví dụ như là đang đi làm công nhân công trường công trình cái đấy đâu đấy, mình ở mình ăn một mình đấy, thì mình làm con này rất là tiện này. Con này thì cái dung tích của nó là 1.2L và điện sử dụng của nó sẽ là 220V, công suất của nó sẽ 200W nhá. Nồi thì nấu cực kỳ nhanh và nấu cơm cực kỳ ngon đấy, riêng nồi này nấu cơm không ngon không lấy tiền, các bác yên tâm đấy, nấu cực kỳ ngon nhá. Nồi thì có đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đây các nhá, đây thì một nồi sẽ có là nắp đậy này, rồi là đi kèm sẽ có là dây nguồn này. Đấy, dây nguồn. Rồi là ruột nồi cơm này. Đấy, ruột nồi cơm nhá, ruột nồi cơm. Ruột nồi cơm có chống dính luôn. Đấy, ruột nồi cơm có chống dính.
Nhắc lại các bác với các bác là nồi là 1 lít 2 nấu cho từ 1 đến 2 ngàn nhá. Đấy 1 đến 2 ngàn đấy là ăn yếu thôi, ăn khỏe thì cũng có vẻ là không đủ đâu. Đấy, nói chung là ăn yếu thôi. Nồi thì hàng của Chigo, hàng nội địa trung ương Trung Quốc đó nhá. Nội địa trung ương Trung Quốc, hàng của Chigo. Con này thì nó là dòng nút cơ. Đấy, nút cơ thì các bác rất là dễ dùng, chỉ việc là cho cơm vào, sau đó là cắm điện và ấn nút thôi. Đấy. Chỉ lưu ý cho em là khi mà sử dụng nồi này là các bác nhớ là ấn nút, nếu mà không ấn nút là sẽ nị, có thế thôi. Còn ấn nút thì sẽ có cơm và cơm chín rất là ngon và nấu rất là nhanh. Đấy, chỉ việc cho vào, sau đó là cho cơm vào. Đậy nắp giúp em này. Đậy nắp thì các bác cài cho em hai cái lẫy này hai bên. Cài hai cái lẫy này. Đấy, cài hai cái lẫy này. Đó, cài hai cái lẫy này vào này. Đấy, sau đó là các bác ấn nút, có thế thôi, thế là xong. Không có gì đấy. Và lúc nào đợi cơm nảy teng cái là bắt đầu là chiến đâu các nhá. Nồi rất là dễ dùng. Đó. Đây, ruột nồi đây, cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, còn đây là phần mâm này. Đấy, rồi là phần nút bấm này, rất ok. Nồi dung tích là 1 lít 2, sử dụng cho 1 đến 2 người ăn coi nhá. Dây nguồn đầy đủ đi kèm, cốc đậy này, rồi là các kiểu đi kèm luôn. Đầy đủ phụ kiện, đây là cái phần ổ nguồn cắm vào này. Đấy thì em cũng đọc đúng thông số trên nhà xuất đưa ra, chứ em không có chế cháo rồi nhá. Đây dung tích là 1 lít 2 và công suất là 200W, sử dụng điện 220. Đấy, có mã cốt, mã vạch đầy đủ hàng hãng, hàng của Chigo nhá, hàng thương hiệu luôn đấy, chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Rồi lên mãi em sẽ là nồi cơm điện Chigo 1 lít 2, nồi cơm điện mini. Giá của nó thì hiện tại em cũng bán nhanh xả kho luôn. Nồi cơm mini này, nồi cơm mini. Con này bữa trước đang bán là 350k, nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá chỉ còn là 270.000 một con. Và bên em bao ship tận nhà một cái mức giá để các bác rất là dễ mua nhá. Đấy, bỏ ra chỉ có 270.000 thôi. Xúc cho em một con nồi cơm này. Dung tích là 1 lít 2, sử dụng cho 1 các bác nhá, 1 này đến hai người ăn. Đấy, hai người ăn đấy là ăn bình thường nhá, gọi là ăn ông bà già ăn ít thôi, chứ con ăn khỏe ấy là con này không đủ đâu, em nói luôn đấy con nhá, để các bác dễ biết. 270k coi nhá.